Bốn con giáp gặp đại hạn, đen như mực từ giờ đến hết tháng 6 dương lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống luôn tồn tại may mắn và xui xẻo, hai mặt đối lập nhưng lại luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. May mắn là điều ai cũng mong muốn có được, ngược lại, xui xẻo thường gây ra nhiều rắc rối, tai họa, bởi vậy ai cũng muốn tránh thật xa. Tuy nhiên, không phải là cứ muốn là sẽ được, sự may mắn hay xui xẻo thường đến vào những lúc không ai ngờ tới, nhất là sự xui xẻo. Theo quan điểm của tâm linh cho rằng, vận đen là sự việc đã được trời sắp đặt như một thử thách trong cuộc đời của mỗi người. Còn trong phong thủy thì cho rằng, vận đen đến từ những vi phạm của gia chủ trong phong thủy. Hoặc theo tử vi học thì xui xẻo lại đến vào thời điểm mà 12 con giáp gặp phải những hung tinh chiếu mệnh. Theo đó, vào khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 6 dương lịch, sự đen đủi sẽ bắt đầu đeo bám 4 con giáp này, khiến vận thế của những con giáp này đi xuống tận đáy. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi mà vạn sự đều bế tắc, thậm chí tán gia bại sản, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị và các bạn nghe đến đây cũng rất thắc mắc, đó là những con giáp nào? Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ bật mí đến quý vị và các bạn những con giáp vận khổ từ nay đến cuối tháng 6 dương lịch. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Thìn. Tuổi Thìn là người khá chân thật, yêu ghét rõ ràng, nghĩ gì nói đó, cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt, do đó khá dễ hiểu. Họ cũng là người thích những cách thể hiện dễ hiểu, thẳng thừng, thấy phiền hà khi có sự vòng vo, bóng gió, ám chỉ, đôi khi họ bị ghét cũng vì điều này. Bên cạnh đó, tuổi Thìn là người rất nhạy cảm. Nhờ sự nhạy cảm đặc biệt của mình mà họ thường nghĩ ra những ý tưởng vô cùng xuất sắc, ngay cả trong những tình huống có thể xem là bế tắc. Sau đó mà không ít lần, họ làm cho người khác phải ngạc nhiên với cách nhìn, cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề của mình. Tuy nhiên, xin chia buồn với mệnh chủ tuổi Thìn là con giáp xui xẻo trong thời điểm từ giờ đến hết tháng 6 dương lịch. Tất cả đều do mệnh chủ gặp phải nhiều rắc rối trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh đừng nên vạch lá tìm sâu vì điều này chỉ mang lại cho bản mệnh những thiệt thòi. Khi hợp tác, hãy cố gắng nhìn vào điểm chung và lợi ích cho cả hai, bản mệnh sẽ tìm ra hướng thỏa thuận phù hợp. Bản mệnh cũng nên sớm nhận ra những thiếu sót của bản thân để học hỏi thêm những kỹ năng cần thiết giúp hạn chế tối đa những sai lầm của mình. Khó khăn xuất hiện trong thời gian này là cần thiết để mệnh chủ tuổi Thìn được rèn giũa khả năng của mình. Mệnh chủ không nên có những suy nghĩ tiêu cực, hãy là con giáp không ngại khó, bởi chỉ cần cố gắng hết sức mình thì dần dần mệnh chủ cũng sẽ vượt qua được. Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, những mệnh chủ tuổi đang yêu nên thận trọng trong giao tiếp, tránh làm nảy sinh mâu thuẫn giữa hai người. Nếu đôi bên có bất đồng quan điểm, mệnh chủ nên bình tĩnh trình bày quan điểm và bản thân lắng nghe quan điểm của người ấy bằng thái độ tôn trọng, chớ nên đề cao cái tôi cá nhân quá mức. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ tuổi Thìn hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ Thiên, Địa, Nhân,
từ đó giúp xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Thìn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không như vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Thìn để vật phẩm mà lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ là những người luôn hành động, họ cũng rất tích cực trong việc gặp gỡ, giao lưu với người khác, kể cả ở vị trí cao hơn mình. Từ đó mà họ tạo được cho mình một mối quan hệ rộng rãi, đa dạng và luôn vui vẻ với mọi mối quan hệ. Họ cũng rất thân thiện với những người tiếp cận. Dù lần đầu gặp nhau nhưng họ hoàn toàn có thể nói chuyện một cách thoải mái. Tử vi tháng 6 dương lịch cho thấy mệnh chủ tuổi Ngọ cần phải chú tâm vào công việc và sự nghiệp của mình. Đừng chỉ vì mấy câu mỉa mai của ai đó mà nổi nóng. Bốc đồng không phải là phương án thông minh để giải quyết vấn đề. Do đó, mệnh chủ nên suy nghĩ vấn đề thấu đáo hơn. Trong lĩnh vực tiền bạc, hãy cẩn thận với những người mới quen vì bản mệnh sẽ chẳng biết rõ họ là ai. Do đó nên tránh để lộ rằng bản mệnh đang có bao nhiêu tiền trong tài khoản để phòng tránh việc đối phương nảy sinh lòng tham. Đồng thời sự cứng nhắc, lười tìm hiểu những cơ hội đầu tư sẽ khiến bản mệnh mãi chẳng phát triển được bản thân cũng như gia tăng tài sản của mình. Bản mệnh nên tìm cách học hỏi, gia tăng sự hiểu biết của mình nếu còn có mơ ước lần sau. Tự trình tình cảm của mệnh chủ tuổi Ngọ trong khoảng thời gian này cũng có vẻ mờ nhạt vì đây không phải là điều mà bản mệnh thực sự quan tâm. Nếu giữa hai người xảy ra tranh cãi, thay vì đối đầu, bản mệnh thử đứng ở góc nhìn của đối phương. Bản mệnh sẽ tìm ra cách đơn giản và phù hợp để giải quyết vấn đề. Đặc biệt, thầy Gia Cát còn khuyên mệnh chủ tuổi Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian sắp tới. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết vấn đề, công thức, công việc vì thế cũng không được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Thân. Mệnh chủ tuổi Thân có đầu óc khá lanh lợi, khéo léo. Điểm mạnh này không chỉ là trong học tập mà họ còn biết cách ứng dụng, giải quyết mọi việc trong thực tế dù có xảy ra lỗi gì. Sự nhanh nhạy, sắc bén này còn có thể thấy ở cách mà họ nói chuyện với sự sinh động, đầy kích thích. Với tính cách này, trong công việc họ có thể vận hành kế hoạch của mình một cách khéo léo và tốc độ với hiệu suất cao. Có điều, tử vi năm 2021 cho thấy, thời điểm từ giờ đến hết tháng 6, con đường công danh của mệnh chủ tuổi Thân bị hung tinh ngăn trở. Thậm chí, có những lĩnh vực bản mệnh vô cùng tự tin, nhưng file này cũng cần xuất hiện những dấu hiệu nhất định. Những mệnh chủ làm lãnh đạo không được lòng mọi người, dường như mệnh chủ có cảm giác mình không có uy quyền gì trong mắt họ. Hãy nhìn nhận lại những sự việc mình đã và đang làm, có thể mệnh chủ đã mắc sai lầm ở một giai đoạn nào đó mà chưa nhận ra. Bản mệnh cũng đừng chỉ dùng mệnh lệnh và những quy định cứng nhắc để điều khiển người khác. Chỉ khi bản mệnh ân cần, thấu hiểu mọi người thì họ mới tự nguyện làm theo những hướng dẫn của chính bản mệnh. Bên cạnh đó, trong chuyện tình cảm, vì hai người không thể thống nhất trong công việc nên dù mâu thuẫn nhỏ cũng có thể gây ra căng thẳng kéo dài. Có thể những nghi ngờ trong lòng bản mệnh đã gia tăng sự lạnh lùng và xa cách. Nếu cần làm chuyện gì, bản mệnh nên thẳng thắn nói với nửa kia, không thể đoán già, đoán non suy nghĩ của mình. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Thân cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ xấu ganh ghét
luôn rình rập ở xung quanh, vẫn có giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Thân tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Thứ tư là tuổi Sậu. Tử vi học dự báo rằng tháng 6 dương lịch năm Tân Sửu sẽ là khoảng thời gian không mấy tốt đẹp cho tuổi Sậu. Trong sự nghiệp, bởi sự thiếu dứt khoát của mệnh chủ ở những thời điểm quan trọng sẽ khiến những người xung quanh khó chịu. Có quá nhiều nỗi lo lắng cùng trở ngại tinh thần khiến bản mệnh trở nên vô cùng nhút nhát. Cho nên bản mệnh cần phải tâm sự những điều mình đang chất chứa trong lòng với người đáng tin tưởng để nhận về những lời an ủi. Tình cảm của bản mệnh trong thời điểm này cũng có nhiều vướng mắc, quan hệ đôi lứa không đạt được mong muốn. Tuy nhiên, chông gai trong chuyện tình cảm là khó tránh khỏi. Có thể sự xa cách hiện tại chỉ là tạm thời nếu hai người chịu thấu hiểu và bao dung cho nhau. Bên cạnh đó, những mệnh chủ tuổi Dậu còn độc thân không nên tiếp tục trốn tránh tình cảm của mọi người xung quanh và của chính mình. Hãy cho phép bản thân được mở lòng với tình yêu và các mối quan hệ khác. Có như vậy thì hạnh phúc mới tìm đến bản mệnh. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát sẽ khuyên mệnh chủ tuổi Dậu hãy sử dụng pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ được tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không những vậy, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Dậu. Hy vọng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.